Xin được chào mừng tất cả bạn. Chúng ta sẽ quay lại bài học tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ ứng dụng DSE trong việc đàm phán và bán hàng. Đây là phần vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn có thể nhận diện nhanh ra cái người đối diện của bạn thuộc nhóm tính cách nào, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái phương án bán hàng cụ thể và giúp đỡ khách hàng ra quyết định mua hàng nhanh hơn. Và để nhận diện ra được nhóm tính cách, cái người đối diện chúng ta, người khách hàng đối diện của chúng ta, hoặc là người ta đến cửa hàng chúng ta, thì làm thế nào chúng ta có thể nhận diện được họ một cách nhanh chóng? Thì cũng giống như là chúng ta nhận diện tính cách người đối diện chúng ta cũng sẽ phải có xem xét xem, thứ nhất là các cái ngôn ngữ cơ thể của họ, các hành động cụ thể của họ. Cái thứ hai, chúng ta xem cách thức họ giao tiếp với chúng ta. Cái thứ ba, chúng ta sẽ xem các ngôn từ họ đang sử dụng, cũng giống như ở trong cái việc chúng ta nhận diện ra tính cách người khác. Và nếu như chúng ta bắt đầu mới gặp một người đối tác của chúng ta, họ đi rất là nhanh chóng đến với chúng ta, chủ động đi đến với chúng ta rất là nhanh, thì như vậy chúng ta có khả năng chúng ta nhận diện họ đang ở tính cách hướng ngoại, như vậy có thể là D hoặc là I. Và sau đấy thì họ mỉm cười rất là tươi với chúng ta, tay họ dang rộng ra và họ rất là chủ động, một cái phong thái rất là thoải mái, như vậy chúng ta nhận diện ra họ có thể là nhóm tính cách I điển hình, I cao, người ta gọi là high I. Nếu mà họ rất là nghiêm túc đối với mình và họ rất là mạnh mẽ, các hành động đi lại đứng của họ rất là mạnh mẽ, thì có thể họ là nhóm tính cách D. Và như vậy, thông qua cái việc bắt đầu chúng ta bước đến với họ, và chúng ta cũng sẽ nhận diện được ra là họ thuộc nhóm tính cách D hay I. Nếu như họ đi lại chậm chạp hơn và họ chậm chạp hơn thì như vậy, và nó không dứt khoát hơn, thì như vậy chúng ta thể hiện là họ thuộc nhóm tính cách thiên về là S hay là C. Và nếu như mà họ có cảm giác là đi với chúng ta rụt rè và đôi khi cảm giác là hơi ngại ngùng, thì như vậy chúng ta nhận diện là họ có thể có thiên hướng tính cách là S. Và nếu như họ tiến đến với chúng ta mà họ đi một cách dò xét, họ quan sát rất là kỹ, và trên gương mặt của họ thì không biểu lộ cái sự có thể là sự thân thiện lắm, thì như vậy chúng ta có thể nhận diện ra họ là nhóm tính cách C. Còn nếu như ở trong cửa hàng thì sao? Nếu như chúng ta đang bán hàng và chúng ta có thể làm điều này cho nhân viên của mình, huấn luyện đội nhóm của mình. Nếu chúng ta có một cửa hàng và chúng ta cũng không thể biết được một khách hàng đến với chúng ta là thuộc nhóm tính cách nào, thì hãy xem cái cách của họ khi mà họ bắt đầu có thể đến với cửa hàng chúng ta, họ dựng xe. Nếu họ dựng xe một cách nhanh chóng, họ tiến nhanh vào cửa hàng của chúng ta và tiến đến cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta đang trưng bày, thì như vậy họ có thể là nhóm tính cách D. Nếu như họ tiến đến nhanh với chúng ta nhưng họ quan sát thêm, họ có thể cười với chúng ta, họ gặp chúng ta và họ sẽ hỏi trước sản phẩm của chúng ta, thì như vậy họ là nhóm tính cách thiên về ai nhiều hơn. Còn nếu như có thể họ sẽ là người dựng xe và sau đấy thì họ sẽ đứng ở ngoài cửa hàng và sau đấy thì họ sẽ ngó nghiêng một chút, thì như vậy họ rất là rụt rè, họ ngó nghiêng một chút, họ bước vào cửa hàng xong họ lại quay lại, họ rụt rè, họ lại bước vào, thì có thể họ là nhóm tính cách S. Và cuối cùng là có thể là họ nhóm tính cách C khi họ quan sát rất là kỹ, thậm chí họ đứng ngoài cửa hàng của bạn một chút thời gian, họ nhìn quan sát những sản phẩm, họ tập trung vào những cái đặc điểm mà họ đang quan tâm, ví dụ như giá hay là màu sắc của sản phẩm rất là kỹ, sau đấy họ mới bước vào cửa hàng. Và khi bước vào cửa hàng thì họ chậm rãi quan sát xung quanh và họ lại tiến đến cái sản phẩm mà họ mong muốn, họ xem xét rất là kỹ càng, họ giơ lên đặt xuống, và như vậy chúng ta có thể nhận diện ra họ là nhóm tính cách, khách hàng của mình là nhóm tính cách là C. Và như vậy thông qua cái hành vi mà họ đến với chúng ta và cái cách mà họ bắt đầu câu chuyện với chúng ta biết được họ thuộc nhóm tính cách nào, và như vậy chúng ta sẽ có cái phương án để chúng ta sẽ trình bày hay là chúng ta giao tiếp với họ để giúp họ ra quyết định mua hàng nhanh hơn, hay là trong công việc đàm phán chúng ta nhận diện ra cái người đối diện của chúng ta họ thuộc nhóm tính cách nào để chúng ta đàm phán được ra kết quả cao hơn, đảm bảo được cho tất cả mọi người cùng thắng trong cái thương vụ đó, và để chúng ta giúp đỡ họ được ra quyết định được cách rõ ràng và phù hợp với tính cách của họ. Và đấy là chúng ta trở thành một người bán hàng hay một người đàm phán tuyệt vời hơn khi chúng ta hiểu được DSE và chi tiết cụ thể cho từng nhóm tính cách chúng ta bán hàng và đàm phán như nào. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.